các bạn, xin chào các bạn đã quay trở lại channel của mình. Hiện tại là mình đây. Hôm nay là một chuyến đi chơi của ba thế hệ. Ông bà nội của Gạo, ông bà ngoại của Gạo, ba mẹ Gạo và Gạo luôn. Mâm mâm này, mâm mâm này. Rồi, bữa nay thầy bọc thị Gạo yêu nước. Yeah. Thôi hôm nay mặc áo đẹp dữ đó. Người đó. Mặc áo đẹp dữ đó. Đi bơi không? Đi bơi không? Hai nước này cá nhiều nè. Nước này cá nhóc. Quá trời luôn mày. Excuse me. Hello. Thanks, sir. À. Cái ngát là như cái mập vậy. Cái ngát. Đó, đi ra ngoài đó luôn. Đi ra luôn. Rồi, nhìn đây nha. 2, 3. Rồi, lui nó ra. Rồi. Đi thôi mẹ Gạo ơi. Trời. Trèo thuyền mà đi đòi lấy cái cốp rồi. Kìa mẹ kìa mẹ kìa mẹ kìa mẹ kìa. Mẹ kìa. Mẹ kìa. Hello. Hello. Nghe. Đó, bạn xuống đi. Bạn xuống đi. Khỏi mà. Nói nghe coi. Ừ. Ừ. Vô anh. Đi lại. Đây, tới xảo lại kéo lại đây cho mẹ tiếng lên. Từ đợi xéo. Gạo ơi. Đi con. Ở đây Gạo ơi. Bye bye Gạo. Cầm. Ba mẹ mình nè các bạn. Ai treo từ từ vô trong nè. Hôm nay đang mượn chiếc này nữa nè. Đang có mượn chiếc này luôn. Đó mà nói treo dữ hả? Đó mà nói treo cũng dữ hả? Đúng rồi đó, mẹ mẹ treo tới đó. Rồi đúng rồi. Rồi mẹ cứ treo một chiều thôi. Đó đúng rồi. Rồi từ từ thôi chim. Rồi đó, con nó lên. Mẹ đi được mà, cứ xè chân ga hồi xưa. Ở đâu đi với Khoa, ta có kỹ nữa đó. À đúng rồi, mẹ đi với Khoa rồi mẹ. Trong cái hang gì đó. Đây. À mà nội chèo tới bên kia luôn kìa.
À, không lẽ hồi lật gớt á. Anh sao? Anh lên đây thôi. Anh nhảy xuống hả? Đây nè. Có gì đâu lo. Chưa, từ từ. Đi bình thường mà. Đây. À, mà nổi cho vô bờ luôn rồi. Rồi. À, đang quay hả? Vô. Anh chơi ngọt. Vô. Mình đi vô bờ nha con. Mình đi vô bơi với ông bà nội nha. Từ ra bà nội thấy mênh mông quá. Từ từ đi, từ từ. Đây nè, đi ra đây nè, ba mẹ đi ra đây nè, ngoài này cạn lắm. Đây, em gạo đi chèo thuyền đây. Ê. Trên bàn á mẹ, trên bàn á mấy cái quần á, lấy lại đi. Ê, nữa tổ chức thi đua giải đua nha. Đua gia đình. Đua thuyền súp gia đình. Giải đua gia đình gạo mở rộng. Kìa ông ngoại kìa. Ông ngoại ơi, lại đằng kia xuống ngoại ơi. Đúng rồi. Mẹ là giống lần đầu thảo chèo á. Dạ. Ba mẹ mình đó. Nhà mình nay chèo cây dắt. Rồi lấy cái tay chống ở trên đó mẹ, mẹ lấy cái tay chống đẩy. Rồi chèo đường này luôn. Chèo ra ngoài luôn ơi. Tới luôn. Rồi, đi. Từ từ làm quen. Không sao. Hơi bụng bể. Bơi qua bên trái để anh này chạy đi. Qua bên trái. Rồi từ từ bình tĩnh. Không sao. Tự né mình nè. Mé sợ. Đây. Ừ, anh chèo sao á rồi sao em quay? Ơi. Làm cái gì trời? Rồi đi tiếp thôi. Đây lần đầu tiên ông bà đi thuyền giúp riêu quá ba, tảo quá ba, tảo với lại rong biển đó. Ông bà ngoại với ông bà nội của mình sợ rồi. Cho nên là bây giờ bà ngoại dành là để bà ngoại bơi vô bờ cho nó nhanh, mà bà ngoại bơi kìa. Kìa đi ông ơi, bà ơi, cố lên. Bơi thẳng vô đó hả? Rồi bơi thẳng vô luôn. Cố lên. Rồi bây giờ ba thuyền mình đuôi vô trong bờ nha. Làm ông bà mới chơi đó, những người ta mới chơi đó. Dễ gì chơi, nếu là có mình á, mình ủng hộ tinh thần nữa. Vô rồi, ra ông ngoại tới rồi. Ông bà ngoại chèo luôn nè. Gạo đá người mẹ. Ồ, gạo đáy rồi, nóng hổi. Gạo nó đáy nóng hổi. Gạo nó đáy nóng hổi rồi. Vô. Bởi theo. Cái lông. Cái chân là bay đúng là thường mẹ. Hoài.
Dạ ơi, vui không con? Cười nè. Yeah. Các bạn thấy không có lưới, không có lưới, không có lưới, treo gì đó, treo để người ta neo tàu á, lắc chui qua luôn rồi kìa. Có chừng con hà nha. À, bơi bên này nè. Vậy rồi sao đi vượt biên nổi. Bơi đi, bơi đi, bơi đi. Sao có sao không? Không. Giờ cười đấy, cười đấy. Cười đi, đâu đâu đâu. Phải cười. Hai tay coi. Đó. Sao biển nè. Bình thường là la sầm đó. Bơi kiểu gì á? Có đi không vậy? Không đi luôn. Chơi không? Có đi chơi nữa bên ngoài không? Ok. Đi. Đây, quay clip cả nhà ăn kem. Ăn kem dưới biển. Ăn kem trên bò là chưa rồi. Gì? Ngon không? Cái này có bữa con ghé con ăn 4-5 cây. Ăn điên.